Hi, welcome back to my channel Star Skeptical. Và các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha, Forest Monster. Ok. Let's go. Let's go. Sau đó thì mình sẽ vào trong ngôi nhà đổ lát này và bật cầu dao lên. Khi đó thì cánh cửa sẽ được mở ra. Và từ cái tiếp theo, Slenderia Rising Slenderman. Ok. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả những bức hình được gắn trong map bản đồ này. Và trong đây Slenderman, ông ta sẽ săn lùng các bạn. Khi các bạn càng kiếm nhiều bức hình thì ông ta sẽ săn lùng càng nhanh và càng tìm kiếm các bạn nhiều hơn. Tiếp tục mình sẽ đi đường bên này.
khi đến gần một bức hình nào đó thì nó sẽ có hơn mũi tên để các bạn tìm và tiến lại gần. Bình thứ kia. Bình thứ ba, ok. Cứ thế các bạn sẽ đi xung quanh và tìm kiếm tất cả những bức hình. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành và thoát khỏi từ cái này nhá, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang được cái detail. See in here few. Let's go. Trong từ game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 3 ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi khác nhau. Các bạn sẽ tìm kiếm và tìm những con đường để đi đến ngôi nhà đó. Sau đó thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi trong từng ngôi nhà. Và khi đó khi trả lời đủ 3 câu hỏi, các bạn sẽ đến lần đích cuối cùng, phát ra ánh sáng. Và đó thì các bạn sẽ hoàn thành được chắc công an trong trận này. Còn 8 hiện nay mình rồi, mình phải phi trước máy bay thôi. Gần đây có một ngôi nhà, nhưng mà xem con đường đến ngôi nhà đó là đường nào. Hiện tại thì mình chưa thấy con đường đó. Ngôi nhà đầu tiên. Ok. One. Và xem còn một con đường nào khác để đi không. Còn con đường nào. Buộc phải đi con đường này thôi. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả là 3 ngôi nhà. Và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang the game teacher. Sẽ phải xuống dưới này. Xin hiệu ông ta đang ở trong đây. Chạy thôi. Một con dao.
Finger Maps. Tìm một tấm bản đồ. Tấm bản đồ của ngôi nhà này. Friend. Đi tìm một người bạn đang bị rốt trong này. Hammers. Salute. Trong thời gian này thì các bạn sẽ đi tìm những bóng ma loanh quanh trong map bản đồ này. Và tương tự như Slender Rising, đó là sẽ có Slenderman, ông ta sẽ săn lùng các bạn. Và ở đây thì các bạn sẽ đi săn lùng những con ma, nó sẽ đi loanh quanh trong map bản đồ này. Ở đây sẽ có từng con ma xuất hiện. Các bạn bắt một con thì con sau mới xuất hiện, chứ không phải là 7 con xuất hiện tất cả. Và các bạn phải đi xung quanh, bắt con này thì con kia xuất hiện. Và tất cả các bạn phải bắt được 7 con tất cả. Gọi là bắt, thực ra thì đó chính là các bạn sẽ cầm chiếc máy ảnh và chụp một tấm hình. Đây rồi, nó đang chạy rất khá nhanh. Khi nó quay lại, nó sẽ đi rất nhanh luôn. Ok. Các bạn sẽ đi xung quanh. Đây, con ma thứ hai. Xem nó chạy đi đâu. Ok. Và tiếp tục các bạn sẽ săn lùng tất cả là 7 con. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa này. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Let's go. Thank you.
và tiếp tục nào. Level 7. Let's go. Level 8. Level 9. Level 10. Okay, và tới cái tiếp theo. SCB, student here. Đọc vào lên. Let's go. Rất nhiều quả đang bay ở trên cao. Đây nơi đủ xong. Ồ, phải thống kêu rồi. Quả. Đường này thì không đi được. Tiếng chó sủa rồi. Vì thế các bạn sẽ vào tìm kiếm tiếp những món đồ tiếp theo. Và cuối cùng thì các bạn sẽ phát tài khoản như này. Ở trong đây thì có xin hiểu và các bạn sẽ phải cẩn thận với ông ta. Ok, rồi và mình sẽ phát được clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.